BTS là gì? BTS là cụm từ viết tắt tiếng Anh là viết tắt của cụm từ Bay Transceiver Station mang ý nghĩa là trạm gốc thu phát sóng. Cụm từ BTS mang ý nghĩa trạm thu phát sóng thường được sử dụng trong các công ty viễn thông. BTS mang ý nghĩa trạm gốc thu phát sóng có thể là các modem vô tuyến phức tạp cũng có thể thêm một số chức năng khác. Cụm từ BTS là gì trên Facebook được giới trẻ sử dụng phổ biến. Theo nghĩa thường dùng chẹn Facebook, BTS là tên gọi của một nhóm nhạc nam Hàn Quốc. Nhóm nhạc BTS là nhóm nhạc nam K-pop đình đám đang được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay, nhóm nhạc BTS là cụm từ viết tắt của từ Bangtan Sonyeondan theo phiên âm của tiếng Hàn hoặc Beyond the Sin theo tiếng Anh. Ngoài ra BTS còn có một số tên gọi khác là Bangtan Boy, Bulletproof Group Boy Scout. Nhóm nhạc K-pop BTS còn được gọi với tên gọi thân thương khác là BT21. Nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc BTS có 7 thành viên bao gồm Rap Monster, Suga, Jin, Jimin, J-Hope, V và Jungkook. BTS được debut vào năm 2013 và hiện nay đã là nhóm nhạc đình đáng tại xứ sở giải trí hàn quốc đồng thời nhóm còn gặt hái được nhiều thành công trong các dự án âm nhạc